Xin chào các bạn. Như đã biết thì Cortana là một cái cô trợ lý ảo, chúng ta có thể nhờ cô ấy làm nhiều thứ, chẳng hạn như là tìm kiếm hay là tạo một cái ghi chú, một cái reminder, một cái lịch nhắc, hay là tạo một cái lịch hẹn trong cái Outlook calendar. Tuy nhiên thì ngoài Cortana, chúng ta cũng có một số cái ứng dụng để khai thác cái tính năng nhận diện giọng nói của Cortana để làm những cái việc khác. Thì ở đây mình cũng có cài một cái ứng dụng Memo for Cortana. Đây là một trong số rất nhiều ứng dụng có thể khai thác cái tính năng nhận diện giọng nói của cô trợ lý ảo này, và chúng ta có thể dùng Memo để mà ghi chú và tìm lại những cái ghi chú đó. Thì mục tiêu của Memo đó là nó giúp cho những người có tính hay quên ghi chú lại những cái thông tin, và khi cần có thể tìm ra được ngay. Thì ở đây mình sẽ thử cái tính năng ghi chú từ giọng nói và Memo. Đây mình sẽ bật Cortana lên và cái câu lệnh của nó như thế này. Chẳng hạn như mình sẽ ghi chú là hôm nay mình sẽ đã để cái chìa khóa nhà ở phòng khách. Memo: The key in the living room. Mình sẽ nói lại. Tell me your note. Cancel. Memo: The key in the living room. Như vậy thì với cái lệnh là memo và cái lệnh tiếp theo thì Cortana sẽ tự động mở memo và thêm một cái thông tin là cái chìa khóa đang ở phòng khách đó. Và chẳng hạn như khi mà mình về nhà mình tìm lại cái chìa khóa thì mình cũng có thể hỏi Cortana là mình đã để cái chìa khóa đó ở đâu, nhất là với những ai có tính hay quên thì chúng ta có thể hỏi lại một cách đơn giản. Memo: Where is my key? Và Cortana lại bật memo lên. Và memo đã cho chúng ta câu trả lời, đó là cái chìa khóa ở phòng khách. Thì các bạn có thể thấy là memo là một trong số rất là nhiều ứng dụng mà có thể khai thác cái tính năng trợ lý ảo của Cortana trên Windows Phone. Thì mình hy vọng rằng thì lập trình viên của Memo sẽ tiếp tục phát triển cái ứng dụng này hơn để biến nó thành một cái lịch ghi chú với cái khả năng thông báo qua Notification Center và nhắc bằng chuông hay là bằng cái gì đó, nó sẽ hay hơn thay vì chỉ có cái phần ghi chú không thôi. Xin cảm ơn các bạn.